Hiện tại thì mình đang ở Đà Lạt ha các bạn. Và không khí hiện tại nó chỉ có khoảng 18 độ thôi. Và mưa từ hồi sáng tới bây giờ, cho nên độ ẩm trong không khí rất là cao. Thì nếu như mà với một cái chiếc xe độ á, mà đi lên Đà Lạt thì thường nó sẽ bị tằng đúng không? Mình chạy á, nó sẽ bị tằng và khó nổ máy. Đây, xe mình ha. Bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn xem. Đây, cái là nổ cả ti đeo lên ha các bạn. Đó. Đây, cả ti nè. Lên ga không có bị tằng nha. Lên ga không bị tằng. Mặc dù là đang ở Đà Lạt và mình mới vừa đi ở ngoài mưa về luôn các bạn. Đó. Xe không có bị tằng nha. Nhờ cái cục AFR gắn cho cái ECU Red Level các bạn mà nó không có bị tằng. Nhưng mà một cái nhược điểm của cái cục AFR là khi chúng ta khởi động xe, lúc mà xe nguội hoàn toàn á, thì tầm khoảng cỡ từ 50 tới 60 độ thì bắt đầu cục AFR nó mới hoạt động chính xác. Tức là khi mà mình khởi động xe, mình phải để cho xe nó nóng máy lên một chút xíu, tầm khoảng 2-3 phút gì đó thì bắt đầu mới chạy. Chứ không phải là AFR nó hoạt động ngay tại cái thời điểm mà nguội nha các bạn. Còn về cái vấn đề mà ganti nó đều như vậy á, là do mình canh lại cái họng xăng. Trên họng xăng nó có cái ốc chỉnh gió với lại cái ốc mà giữ ganti. Đó, mình sẽ kết hợp giữa hai cái phần đó mới chỉnh được cho cái ganti nó đều. Thì lúc đầu á, mình lên trên Đà Lạt á, là ganti nó bị nhỏ. Ở dưới Sài Gòn á, thì mình đề á, nó nổ nhưng mà ganti nó thấp lắm. Thì vẫn nổ được, điều kiện là nhiệt độ đang nóng bình thường. Còn khi mà lên Đà Lạt á, thì bắt đầu là nhiệt độ nó lạnh hơn mức bình thường. Cho nên thường á, mình đề máy lên mình phải giữ ga một tí xíu. Nó nóng lên đủ nhiệt độ bắt đầu mình buông ga nó mới giữ ganti. Thì cái vấn đề này rất là khó chịu khi mà mình dựng xe ngoài trời hoặc là mình để xe mình đi một thời gian là máy nó nguội còn có khoảng 20 độ á, thì không có giữ ganti, phải tự canh đồ lại. Xong rồi bây giờ thì các bạn thấy là ganti nó đều, hầu như là nó đứng im giống như là zin luôn ha. Và kết hợp với cục AFR, khi mà mình nổ ganti đứng im á, thì mình chỉ có việc là bấm đề rồi để xe đó cho nó nóng thôi. Còn hồi lúc đầu mình lên trên Đà Lạt á, là mình phải giữ ga một tí xíu, phải cầm ga luôn, phải đứng đó cầm ga. Chứ nếu không đề lên cái mình buông ra nó liệm tắt máy rồi xong. Đó, thì bây giờ là ganti nó đã ok rồi. Xe thì không có bị tằng, đi ra ngoài trời lạnh là chạy vô tư nha. AFR nó hoạt động tương đối là chính xác. À, với cái điều kiện mà lạnh á, thì nó nếu mà hang điểm 10 nha thì nó hoạt động tốt khoảng cỡ 8/10, như vậy là nó rất ok rồi các bạn. Còn trong cái điều kiện mà nhiệt độ ở môi trường mà nóng bình thường giống như Sài Gòn mình á, thì mình chấm điểm nó là khoảng cỡ 9/10 ha các bạn. Nó hoạt động ở dưới thành phố rất là chính xác và cái nhiệt độ máy nó lên nhanh hơn so với là trên Đà Lạt. Thì với cái bộ AFR gắn cho cái ECU Red Level thì mình thấy rất là đáng tiền nha. Bộ này thì nó chỉ có 1,8 triệu thôi. Gắn thêm một cái cảm biến sensor, cảm biến oxy ở phía dưới nè. Thì cái cảm biến theo cái bộ này á, thì các bạn thấy là 1,8 triệu mà có kèm cảm biến, thì cảm biến này nó không có xịn nha. Cảm biến này xài được thôi. Kiểu giống như là người ta bán cho mình cái bộ AFR kèm theo cái này để cho mình trải nghiệm một khoảng thời gian. Rồi sau đó mình có điều kiện á, thì mình nâng cấp lên cái cục sensor oxy của hãng Boss á, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cho cái tín hiệu nhanh hơn, nhạy hơn. Ví dụ như bình thường các bạn cần phải có nhiệt độ tầm khoảng 50-60 độ thì nó mới bắt đầu là hoạt động đúng không, thì cái bộ Boss thì nó sẽ nhanh hơn, nó nhạy hơn xíu, ví dụ như khoảng cỡ 30-40 độ
đó, là bắt đầu là cái bộ tín hiệu nó đã ghi nhận rồi và hoạt động nó sẽ chính xác. Ví dụ như mình nói tại sao mà mình chỉ đánh 8 điểm trên 10 khi mà đi trời lạnh ở Đà Lạt, bởi vì cái cảm biến oxy này nè, nó cho tín hiệu vẫn còn bị chậm một tí xíu đó, nó không có liền mạch. Còn nếu như mà đi được cái cảm biến của bot đó, thì nó 2,5 triệu, riêng cái cảm biến không thì nó đã là 2,5 triệu rồi, chưa tính tới cục AVR. Cho nên khi người ta bán cho mình là một cái bộ AVR với lại dây mạch rồi thêm cái cảm biến oxy nữa với giá có 1,8 triệu thôi, thì mình không thể nào mà mình trông mong là nó phải xịn giống như là cái cảm biến oxy bot được. Nhưng mà lên trên Đà Lạt chạy được như vậy là đã rất là đạt rồi ha các bạn. Đà Lạt thì hôm nay nó mưa và nó lạnh, độ ẩm trong không khí cao. Còn bình thường mà đi Đà Lạt mà chỉ lạnh không á thì xe độ thì vẫn là chạy được, nhưng mà khi mà buổi sáng á đề máy lên nó tăng, nó nổ, nó tăng 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 rất là khó chịu. Và khi mà nó nổ xong nó nóng máy rồi chạy nó vẫn bị tăng luôn, chứ nó không phải là nó êm ru hết. Còn ở đây AVR nó đã canh xăng gió chuẩn cho điều kiện khí hậu lạnh, quá ok luôn các bạn. Đây là mình chia sẻ cho các bạn về cái bộ AVR cũng như là cái cảm biến oxy gắn cho cái cục red leo để auto tune xăng ha, quá xịn luôn. Không biết là các bạn nào gắn đi Đà Lạt chưa, nhưng mà mình thấy là như chưa có ai chia sẻ về